Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO nhé. Hôm nay tiếp tục hướng dẫn cho các bạn một cái dự án nền tảng Solana các bạn nhé. Chúng ta sẽ làm chương trình iDrop của nó để chúng ta kiếm coin free. Những cái dự án iDrop và Bounty là hai cái dự án mà nó sẽ phát coin free cho mình. Những cái dự án iDrop thì thường là những cái dự án mà chúng ta làm lần duy nhất. Những cái dự án Bounty thì nó thường là những cái dự án nó yêu cầu nó khó hơn. Đương nhiên là yêu cầu khó hơn thì nó sẽ trả cho các bạn coin nó nhiều hơn đấy. Dự án này thì nó không có link rep các bạn nhé, chỉ là các bạn đăng ký và nó chia sẻ khoảng 30% là iROP nhé, liquidity là 25%, marketing là 10% và nó sẽ đốt khoảng 25% này. Đội nhóm thì nó khoảng 10% mọi người nhé. Tổng cung của cái dự án này là khoảng 15.000 tỷ Togo. Và nó đang update lại là khoảng thời nó update lại lúc này thời nó update lại mọi người. Đây. Đúng rồi, 15.000 tỷ nhá các bạn nhá. Đấy thì dự án này là nền tảng Solana, vì thế cho nên chúng ta sẽ sử dụng ví Solet ở mà hôm trước mình đã hướng dẫn các bạn đăng ký rồi nhá. Solet. Đấy, Solet nhá. Thì bạn nào mà chưa đăng ký cái ví Solet này thì mọi người nhớ đăng ký cho mình nhé nhá. Cái dự án này thì mình đã ví này thì mình đã đăng ký rồi. Chúng ta phải có một ít cái gì Solana để làm phí nhá. Ở trên cái nền tảng này thì trước đây có một cái dự án mà mình đã làm này là cái con gì nhỉ? Slim Slim nhỉ. Yeah. Con này là con gì đây? Sao tự dưng có gì đây? Chẳng có gì đâu. Ok, ở đây thì mọi người sẽ làm nhá, nhiệm vụ này mình sẽ để lại đây. Trước tiên là các bạn join Discord, các bạn follow Twitter, retweet lại pin the post, theo dõi cái Telegram hai cái group, mọi người theo dõi Medium. Ở đây các bạn ấn vào tiếp nhá, chúng ta sẽ ấn hết một lượt lên một thể để chúng ta làm luôn. Đấy. Ở đây Discord thì chúng ta sẽ làm Discord trước, các bạn ấn vào accept invite. Yêu cầu các bạn sẽ phải có tài khoản discount .com các bạn nhé. Đấy, bạn nào mà chưa có thì các bạn đăng ký trước đi, sau đấy log in vào trong nhé. Cách đăng ký thì mọi người có thể search ở trên mạng nhé. Vào đây verify hả? Có đi. Mọi người ấn tích vào đây cho nó verify. Đấy, iDrop info này. Đây. Các bạn copy lấy tên này nhé. Cái này thì trong này thì không cần phải làm gì đâu, bạn đâu có kêu tách 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 nhỉ. Đấy, các bạn copy lấy tên dán vào đây Twitter nhé, các bạn ấn follow và profile mọi người sẽ copy lấy tên dán vào đây cho mình nhé. Ở dưới là link tweet thì mọi người thấy là mình ấn cái link này rồi. Ở đây thì các bạn ấn vào like tweet thì các bạn ấn vào quarter tweet nhé. Các bạn đánh một vài cái thông tin rồi các bạn đăng một tweet cho mình. Đấy, các bạn ấn vào view. Các bạn copy lại cái link này nhé. Dán vào đây. Telegram thì ở đây có hai cái group Telegram nhé mọi người nhé. Thì các bạn ấn vào theo dõi cho mình nhé. Search đi. Search gì mà không thấy gì vậy? Đây. Subreddit. Rồi. Tiếp tục một cái group này xong rồi nhá. Tiếp tục là cái group này. Các bạn ấn Subreddit tiếp nhé. Quay lại đây, mọi người sẽ ấn vào phần setting, các bạn sẽ thấy cái tên của mình nhé. Đây. Username này. Đấy, mọi người nhớ đánh cái account đầu tiên vào cho mình nhé. Rồi. Ở dưới đây là Medium link thì Medium ở đây. Nào tôi xin in rồi mà nhỉ. Các bạn đăng nhập nhé.
Này cũng xong rồi nha. Mọi người ấn flow nhé. Vào đây các bạn sẽ đánh vào copy lấy profile link. Dán vào đây. Ở đây là ví nhá, ví Solet. Mọi người vào đây. Ấn vào Solana, ấn vào receipt. Copy. Dán vào đây. Ở đây thì các bạn sẽ cộng cái số này lại nhé. 5 cộng 2 là 79. Ấn gửi. Rồi ok. Như thế là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cái dự án này nhé. Các bạn làm theo hướng dẫn của mình để nhận coin free nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi dự án này. Hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ mình nhé.